Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, và hôm nay sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe cực kỳ cao cấp đến từ thương hiệu của Carex Tracker. Đây một chiếc xe địa hình carbon, full carbon các bác nhé. Từ khung đến cọc yên và đến dàn đầu đều carbon. Được và đặc biệt hơn là chiếc xe được trang bị bộ vành DT Swift của Thụy Sĩ và group Shimano XT. Và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và đây là chiếc xe Carex Tracker màu ghi đen các bác nhé. Cái màu rất là khỏe xe. Cọc yên carbon của Carex, nguyên zin theo xe các bác nhé. Khung carbon siêu nhẹ. Với chiếc xe rất là nhẹ, toàn bộ đồ đều là carbon hết. Dàn đầu đến cọc yên. Em sẽ lướt qua hình thức của xe. Hình thức của xe rất là tốt các bác nhé. Xe sử dụng đĩa ovan, đĩa méo này, rất là đặc biệt. Một đĩa này giúp các bác chuyên leo đồi núi. Xe chỉ có một đĩa thôi. Với bộ lít 10 tầng. Clip của DOJ XT các bác nhé, các bác có thể thấy ghi rất là bé ở clip trong cùng. Đấy, DOJ XT. Phủ đề của Shimano DOJ XT cao cấp hơn DOJ thông thường một bậc các bác nhé. Và bộ vành và may ơ của DT Swift. Đây là một thương hiệu của Thụy Sĩ, chuyên làm về vành và may ơ của xe, rất là nổi tiếng. Đây may ơ đây các bác có thể thấy. Phanh dầu thủy lực của Shimano. Vâng, đây là một mẫu xe chuyên leo núi. Giảm xóc hơi. Và đây là lỗ bơm hơi cho các bác. Lỗ bơm hơi và xả hơi. Và chiếc xe rất là cao cấp. Full carbon và xóc hơi. Cấu hình của DOJ XT. Có thể thấy trên dàn đầu đây có những vân carbon, sẽ giảm lại tối đa trọng lượng của xe đó nhé. Chiếc xe rất là nhẹ. Cùng với đấy là khóa sóc hành trình trên tay, các bác không phải cúi xuống để khóa nữa. Đây khóa đây, mở đây, còn hoạt động rất là tốt. Xe được sử dụng bộ tay bấm xả của DOJ XT. Phanh trước của Shimano. Vâng, đồng bộ theo xe. Đây may ơ trước của xe DT Swift. Và chiếc xe được trang bị bộ vành và lốp là 26 x 1,95. Đây là lốp rất thông dụng của dòng địa hình.
Vâng, đĩa ô van. Rất hiếm khi về em về một chiếc xe mà có cái đĩa đặc biệt này. Trên khung xe ghi 15 inch. Giờ em sẽ bây giờ đánh giá. Em sẽ đo chiều cao khung đứng của xe trước. Xe size là 41. Và khung ngang là 53. Cái dòng địa hình này thì các bác ấy, những bác phù hợp với là 1m6 đến 1m7 thì vừa chiếc xe này. Vâng, với 10 tầng lip của DJXT. Giờ em sẽ vào đánh giá chuyển động lên lip. Vâng, máy đơn cuối nổ và tạng đúng lip. Cùng một tầng đĩa anh em. Đang chuyển động rất là tốt. Vâng, và em vừa đánh giá trong chiếc xe địa hình carbon Cadet Tracker. Chiếc xe được trang bị group của DOJXT và bộ vành cặp DT Switch. Được trang bị dàn đầu carbon và cọc viền carbon các bác nhé. Con chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 13.800.000, miễn phí ship toàn quốc với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975 70993 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi chiếc xe đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo về những chiếc xe đạp có tại của em. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi. Xin chào.